John Wick 4 tung first look đầu tiên hé lộ tạo hình cực ngầu của sát thủ Gucci. Have you given any thought to where this ends? The table will never stop. Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, mới đây, nhà sản xuất của John Wick Chapter 4 đã hé lộ tấm first look đầu tiên cho phim đang được các khán giả vô cùng trông đợi. Hình ảnh mới cho thấy John Wick giữa ánh sáng của những ngọn nến mờ ảo và đang cúi đầu trước điều gì đó. Đây dường như là một nghi thức tôn giáo nào đó mà sát thủ đang thực hiện. Sau thành công của John Wick phần 3, John Wick Chapter 3, Parabellum, khán giả lẫn giới phê bình đang đặt ra nhiều kỳ vọng về sự mới mẻ và đột phá của phần phim mới này. Tuy nhiên, rắc rối nào sẽ tiếp tục theo chân John Wick, ai sẽ phải chết trong một cuộc chiến liên hồi, cái kết nào cho sự tồn vong của tổ chức Hateable? Tất cả những hoài nghi trên vẫn còn là một ẩn số, còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp và có vẻ như John Wick sẽ phải đền tội cho tội ác của mình đối với Hateable. Hoặc có lẽ anh ta chỉ đang thú nhận về những hành vi giết người mà anh sắp thực hiện. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 24 tháng 3 năm 2023.